đây là đợt cấp của cái thận mạng hay là thận mạng rồi, đúng không ạ? Hiếm khi bệnh nhân vào các em từ biến chứng thận cấp lắm, mà hầu hết vào các em thì gì ạ? Thì thấy suy thận. Quan trọng mình phải biết bệnh nhân này là thận đợt cấp của suy thận mạng hay là suy thận cấp rồi ạ. Thứ ba là điều trị được bệnh nhân suy thận cấp. Nào, định nghĩa của tổn thương thận cấp theo Canedo thì các em biết là khi creatinine máu trên 0,3 mg trên decilit trong vòng 48 giờ hoặc tăng gấp 1,5 lần giá trị bình thường thế trong so với 7 ngày trước đấy thì người ta được gọi là chẩn đoán là tổn thương thận cấp. Hoặc nếu mà người ta không biết được creatinine máu của bệnh nhân trước đây 7 ngày là bao nhiêu thì người ta dựa vào thể tích nước tiểu mà bệnh nhân dưới 0,5 ml trên bây giờ trong vòng 6 giờ đã được chẩn đoán là tổn thương thận cấp rồi. Đây là các tiêu chuẩn của Reply chẩn đoán tổn thương thận cấp ở trẻ nhỏ. Thì người ta dựa vào một là mức tăng creatinine, hai là người ta dựa vào bài nhiễu. Dĩ nhiên muốn xem mức tăng creatinine thì em phải biết creatinine trước đấy của đứa trẻ mình là bao nhiêu. Nó sẽ xảy ra đến đứa trẻ đã đến học với các em đang điều trị tại khoa các em và dần lên sức khỏe, đúng chưa? Thì các em sẽ biết được mức độ creatinine trước đấy là bao nhiêu và giờ nó tăng lên bao nhiêu, tôi chẩn đoán thận cấp. Còn không, người ta dựa chủ yếu dựa vào bài nhiễu của trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh, nó chia làm từ dữ liệu một. Và các em biết rằng người ta chia trong trẻ sơ sinh thì người ta chia số giờ dài hơn với trẻ nhỏ, đúng chưa? Và các em biết từ giận suy thận là từ giận kép từ đây là khi là mức độ gì ạ? Bài nhiễu nước tiểu dưới 0,3 ml trên giờ trong vòng 24 giờ hoặc bệnh nhân không có một tí nước tiểu nào trong vòng 12 tiếng thì người ta đã chẩn đoán là suy thận, thấy chưa? Tiêu chuẩn của IKE thì nó cũng tương tự như tiêu chuẩn của Reply, nó cũng dựa vào mức độ tăng creatinine cũng như là lượng bài xuất nước tiểu, nó chỉ khác nhau về số giờ mà thôi, đúng chưa? Thế nên là các em chỉ nhớ một trong các tiêu chuẩn theo Reply cũng được, theo Atkins cũng được, hoặc theo Canigo cũng được, để nhớ là các em dựa vào tiêu chuẩn giống như chuẩn chẩn đoán lúc tiêm thận các phút chẳng hạn, đúng không ạ? Các em dựa bất kỳ tiêu chuẩn nào nó phù hợp với tiêu chuẩn đấy, theo tiêu chuẩn đấy thì bệnh nhân khó thở chẩn thận cấp. Quan trọng mức độ tổn thương bệnh nhân ở mức độ nào và tôi điều trị như thế nào mà thôi, đúng không ạ? Mà các em chuẩn càng sớm càng tốt thì bệnh nhân hồi phục thận được tốt hơn. Nào, thế nào gọi là suy thận cấp? Người ta định nghĩa là một sự suy giảm đột ngột và nhất thời của cung lượng lọc của cầu thận, làm rối loạn khả năng bài niệu dẫn đến thiểu niệu vô niệu và tăng nitơ ở trong máu. Tăng nitơ sẽ chất độc và ure creatinine trong máu đấy. Vì thế nên chúng ta sẽ phải đánh giá creatinine và ure máu hàng ngày để đánh giá bệnh nhân mức độ suy thận của bệnh nhân. Đây là tiến trình mà toàn bộ mà từ năm 2000 trước năm 2000 đến năm 2022 các vấn đề của người ta nghiên cứu về tổn thương thận cấp. Và các em thấy tận năm 2012 Canedo bắt đầu mới đưa ra cái tiêu chuẩn chẩn đoán tổn thương thận cấp ở trẻ nhỏ áp dụng các tiêu chuẩn đấy. Trước đấy nó hoàn toàn phụ thuộc vào gì ạ? Dựa vào mức độ tăng creatinine, đúng không ạ? Người ta muốn chẩn đoán tổn thương thận cấp sớm hơn, điều trị sớm hơn để mong thận hồi phục sớm hơn. Và gần đây nhất các em bắt đầu đến năm 2000 đến năm 2015 là người ta bắt đầu tập trung chẩn đoán theo dõi cái vai trò của các cụ thể cũng như là các tức độ chẩn đoán tổn thương thận cấp ở trẻ sơ sinh. Nào, các phân loại suy thận cấp các em thấy là từ trước đến nay vẫn có rồi, một là tổn thương trước thận, tại thận và sau thận, đúng chưa? Sau thận thì đơn giản, đúng không ạ? Bởi vì rằng tất cả các tắc nghẽn làm giảm bài liệu là nó gây suy thận, vì cái thế nên cái sau thận rất đa phần khi chúng ta phải chẩn đoán phân biệt nó. Mà chúng ta chẩn đoán phân biệt là gì ạ? Nó là tổn thương trước thận hay tổn thương tại thận là chủ yếu ạ. Đây là cái bảng phân loại để giúp chúng ta chẩn đoán sơ bộ ban đầu để nghĩ các em nghĩ rằng bệnh nhân của chúng ta là tổn thương trước thận hay là tổn thương tại thận. Nó dựa chủ yếu vào tỷ số bulking gram mà các em vẫn được học nhiều nhất, đúng không ạ? Cái thứ hai là các em có thể dựa vào natri niệu, cái thứ ba là các em có thể dựa vào gì ạ? Tỷ lệ FA, natri là cái mà các em hay được dùng nhiều nhất trên lâm sàng, đúng không ạ? Còn thông thường bulking gram là cái mà các em tính được ngay lập tức khi bệnh nhân có kết quả của ure creatinine để nghĩ rằng bệnh nhân của chúng ta này đang là tổn thương trước thận hay tại thận. Còn sau thận nó làm cả một vấn đề khác rồi. Vậy nguyên nhân tổn thương thận cấp nó gồm như nào? Đương nhiên người ta chia làm ba loại là trước thận, tại thận và sau thận, thì các nguyên nhân nó cũng tương ứng với ba loại là trước thận, tại thận và sau thận. Vậy trước thận là cái gì ạ? Nó liên quan đến cái gì ạ? Liên quan đến tất cả, liên quan đến việc cung lượng tim và phân bố dịch ở trong cơ thể là để nó sẽ ảnh hưởng đến lượng máu đi thận là bao nhiêu, gọi là trước thận. Tại thận là khi máu đến cơ thể tại thận đủ rồi nhưng mà gì ạ, trong nhu mô thận, ống thận bị tổn thương, nó gây tổn thương, gây suy thận, không lọc được nước tiểu.
và sau thận là gì ạ? Lọc mất bình thường nhưng mà nó không thoát ra được, vì thế nó ứ ở trên và cuối cùng nó suy, đúng không ạ? Vậy nguyên nhân hàng đầu người ta nghĩ chất thận đó là gì ạ? Giảm nước tuần hoàn thực sự. Giảm nước tuần hoàn có gì ạ? Do mất nước, mất máu, mất huyết tương, đúng không ạ? Tập trung vào ba cái nó thể hiện ở trong các em ấy. Mất tuần hoàn qua thứ ba, đúng không ạ? Cái thứ hai là cái gì ạ? Giảm ảnh hưởng đến sự phân bố thành tuần hoàn, là liên quan đến các vấn đề về tim mạch và sốc, đúng không ạ? Bệnh nhân bị suy tim, bệnh nhân bị sốc phản vệ, bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, nó sẽ ảnh hưởng đến gì ạ? Phân bố máu trong cơ thể, nó sẽ làm giảm cung lượng máu tới tim. Cái thứ ba là nó gì ạ? Nó ảnh hưởng đến việc cái gì ạ? Tổn thương được mạch máu, hẹp được mạch, co mạch, do bất kỳ một nguyên nhân khác, nó làm giảm cung lượng máu thận và gây suy thận tức thận. Và trong tất cả các bệnh, cả chất thận và tại thận, nó đều có các nguyên nhân về thuốc nó gây ảnh hưởng đến suy thận cấp. Mà trong đó các em thấy NSAID hay là thuốc TSNI là nó có ảnh hưởng một phần đến tổn thương gây suy thận cấp, do tổn thương chất thận đấy ạ. Đây là các nguyên nhân tại thận. Trong tại thận người ta cũng chia làm gì ạ? Tổn thương tại cầu thận, tổn thương tại ống thận và tổn thương tại các mạch máu của thận. Đó là các nguyên nhân, nó khá là rõ ràng cho các em để các em nghĩ rằng là tổn thương bệnh nhân. Và các nguyên nhân là sau thận, đương nhiên tất cả các nguyên nhân nào nó làm giảm sự bài tiết nước tiểu ra ngoài là nó gây tạo thận, đúng không ạ? Có thể tại u sỏi nhiễm khuẩn hoặc từ khối u ở bên ngoài nó chèn ép vào bên bên trong, nó làm giảm đường bài tiết và nước tiểu ra ngoài thì nó gì ạ? Nó gây suy thận. Cái chẩn đoán sau thận thì đơn giản, đúng chưa ạ? Vì nó không ra được cái gì ạ thì tất cả nước tiểu nó vẫn tạo ra trường hợp bằng quang. Bao giờ các em cũng sờ thấy cầu bằng quang ấy và giải quyết cái cầu bằng quang đấy thì bệnh nhân chúng ta sẽ ổn định thận. Hiếm khi suy thận sau thận nó thành suy thận nặng, rất hiếm khi. Nhưng tổn thương trước thận hay tổn thương tại thận nếu không phát hiện kịp thời, các em có thể tổn thương đẩy bệnh nhân đến bệnh thận nặng. Được chưa? Đây là các dòng thuốc mà có hay gây độc cho thận. Chỉ để mời các em là không nhớ được các cụ thể là gì, cũng nhớ được một vài nhóm thuốc mà các em hay dùng, đúng chưa? Nó sẽ ảnh hưởng đến thận. Nó để khi gặp bệnh nhân mà hội chẩn với chúng ta về bệnh nhân suy thận, việc đầu tiên chúng ta phải quan tâm đến bệnh nhân gì ạ? Có làm dùng thuốc gì độc thận không? Việc đầu tiên là cắt thuốc độc thận đã, sau đó hãy bắt đầu tìm các nguyên nhân gây suy thận của bệnh nhân là gì. Thấy chưa? Thì đây các nhóm đồ dòng và điều trị suy thận, tôi bọn các em cũng sẽ nhớ được điều trị cho các em. Nhớ rằng cái thuốc kháng sinh được uống hầu như không mấy gây thận đâu, đúng không ạ? Em đến phòng khám, em gặp rất nhiều bệnh nhân đúng không? Ta là có phải do tôi dùng thuốc này tôi gây suy thận không? Đúng không ạ? Trừ những là kháng sinh hầu như không gây suy thận, tôi uống và chỉ có là kháng sinh tiêm thôi. Nào đây là cơ chế vệ sinh của suy thận. Nó dài, người ta chọn người ta đưa ra một tập đoạn để ra cơ chế chính gây suy thận bất kỳ các nguyên nhân khác. Bởi vì cả suy thận trước thận hay tại thận về một hậu quả lâu dài nó cũng sẽ gây tổn thương từng đấy phần trong của thận. Đây là các nguyên nhân, hai cái cột màu hồng và màu vàng mà các em nhìn thấy đó là gì ạ? Là các nguyên nhân có thể gây tổn thương thận, người ta hay gặp. Và cái vấn đề của nó, cơ chế mà gây tổn thương thận cấp, nó xảy ra ở đâu ạ? Nó xảy ra ở chỗ đây ạ. Nó làm giảm cái lượng tế máu của thận, nó làm gì ạ? Giảm thiếu oxy trong cấu thận, nó làm gì đấy ạ? Rối loạn chức năng của các tế bào trong thận, nó làm gì? Cao cấp oxy hóa, nó gây tổn thương ống thận. Tình trạng viêm gây tổn thương ống thận. Sự hoạt động bài tiết của các cytokine cũng như các bổ thể tham gia vào tổn thương gây viêm và sơ hóa các thận, đúng không ạ? Nó ảnh hưởng trực tiếp đến các tế bào ống thận, gây tắc ống thận và tổn thương viêm ở các ống thận và cuối cùng là tắc nghẽn các ống thận, nó làm không tái tụ được, gây rối loạn nước điện dài và từ đó gây lại một vòng luẩn quẩn, nó quay viêm và hoại tử các ống thận cũng như các cầu thận của chúng ta và cũng như sơ hóa. Lâm sàng các loại tổn thương của tổn thương thận cấp. Bao giờ có tùy vào nguyên nhân gây thận cấp, các em sẽ có biểu hiện lâm sàng khác nhau, đúng chưa? Dĩ nhiên khi đến suy thì đứa nào cũng có thể biểu hiện gì ạ? Phù, thiểu niệu và vô niệu. Quan tâm nhưng các em muốn chẩn đoán nó trước thận, tại thận và sau thận thì các em phải quan tâm đến các biểu hiện lâm sàng của nó, gợi ý chúng ta được bệnh nhân của chúng ta đang có tổn thương tại thận hay không, đúng không ạ? Vậy nếu mà tổn thương ở trước thận thì đương nhiên nó quan tâm liên quan đến khối lượng tuần hoàn, thì nó sẽ có biểu hiện của gì ạ? Biểu hiện của mất nước, biểu hiện của giảm khối lượng tuần hoàn, biểu hiện của rối loạn phân bố, thể hiện ở đâu ạ? Thể hiện ở mạch, thể hiện ở review, thể hiện mọi thứ liên quan trong tuần hoàn của bệnh nhân, đúng chưa ạ? Với bên cấp tại thận lúc nào xung quanh cô chỉ có gì ạ? Xung quanh tại thận của cô chỉ có phù, đái máu và tăng huyết áp, áo cái gì khác, đúng không ạ?
biểu hiện lâm sàng của nó. Và khi nó biểu hiện của tăng ure máu, nó biểu hiện của các biểu chứng của tăng ure. Và khi có rối loạn điện giải thì biểu hiện của tăng kali máu, khi có biểu hiện của toan thì biểu hiện của rối loạn siêu hấp do toan, đúng chưa ạ? Còn song thận thì các em thấy cái quan trọng nhất là sờ bao giờ cũng thấy cầu bằng quang. Cái đầu tiên của cái song thận đơn giản như thế. Bệnh nhân mà khi lại suy thì bao giờ bệnh nhân cũng sẽ tiểu niệu vô niệu. Và khi chính cái thời gian tiểu niệu vô niệu đấy là cái mà các em chuẩn đoán bệnh nhân gì ạ? Tổn thương thận cấp. Ngoài cái biểu hiện lâm sàng cơ bản của ý các em trước tận song thận và song thận thì nó bắt đầu ảnh hưởng với ứ trệ của ure máu cao, là hội chứng ure máu cao. Tình trạng tăng ure máu nó gây tình trạng gì ạ? Đứa trẻ nó mệt mỏi, chán nản, thậm chí có thể buồn nôn và nôn nặng hơn nữa, bệnh nhân có thể ly kỳ hôn mê. Vì thế nên các em thấy một trong những chỉ định lọc máu của bệnh nhân tổn thương thận cấp là gì ạ? Ure máu quá cao, đúng không ạ? Và cái tình trạng này gặp ở đâu ạ? Gặp ở bệnh nhân lúc con đỏ của tôi rất nhiều. Các em sẽ gặp rất nhiều bệnh nhân lúc của tôi gặp một tình trạng gì ạ? Bệnh nhân này các em thấy máu không tăng nhiều đâu ạ, thậm chí tăng rất ít, nhưng ure máu phải tăng lên 45 và 50. Và chúng tôi chỉ định lọc máu ở những bệnh nhân đấy, không phải là bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối á, mà ure tăng cao quá có sợ là gì ạ? Nó sẽ gây tổn thương thần kinh của đứa trẻ. Chúng tôi buộc phải lọc máu để giúp ure nằm. Và sau đấy nó hồi phục lại dần dần, bệnh nhân thoát lọc máu, đúng không ạ? Nào, khi đứa trẻ nó tiểu niệu vô niệu, nó gây ứ nước trong tế bào thì nó bắt đầu nó sẽ xuất hiện các triệu chứng thần kinh do giảm nắp vi máu, đúng chưa ạ? Tràn dịch các màng ở mọi nơi. Và một trong những chỉ định để tổn thương thận cấp, lọc máu ở thận cấp là gì ạ? Là qua phải gì? Vì thế nên em thấy một yếu tố tiên lượng hàng đầu của thận cấp đó là người ta tính gì ạ? Phần trăm dịch bị quá tải. Và người ta quyết định lọc máu sớm hay muộn, không phải dựa vào ure ra đây tăng bao mức độ nào, mà là gì ạ? Dựa vào sự quá tải dịch này là chủ yếu. Bệnh nhân có lâu dần rồi một cái bài bệnh nhân chắc chắn sẽ bị suy tim, đúng không ạ? Vì khi ảnh hưởng đến máu ở tim, có phải không tống các đường nó gì ạ? Nó sẽ suy tim. Đó là cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn của nó thôi ạ. Khi biểu hiện của tăng kali máu, các em sẽ thấy có biểu hiện của giảm chức lực cơ, giảm cả xạ dây xương, rối loạn nhịp tim có thể xảy ra. Và bệnh nhân khi có toan chuyển hóa thì lại có biểu hiện của gì ạ? Toan chuyển hóa. Giảm canxi, tăng phốt pho máu sẽ có triệu chứng của những trường hợp đấy. Vì thế nên các dấu hiệu lâm sàng của suy thận cấp chẳng phải học các em cũng nhớ được, cũng biết được, đúng không ạ? Vì nó là cơ chế nó chỉ xảy ra từ đấy thôi. Quanh quẩn đi nó chỉ cùng cùng có như có thế. Vậy đứng trước bệnh nhân suy thận cấp chúng ta phải làm gì? Trước tiên các em phải nghĩ là bệnh nhân nguyên nhân là trước thận, tại thận hay sau thận. Đã thì các em cũng biết các em phải nên làm xét nghiệm gì. Vì thế nên để bảo đưa ra một cái xét nghiệm như thế nào chuẩn cho bệnh nhân tổn thương thận cấp, nó thật với các em là không thể đưa. Bởi vì mỗi bệnh nhân lâm sàng nó khác nhau, tôi cần làm xét nghiệm khác nhau. Thế nhiệm vụ bác sĩ lâm sàng là gì ạ? Tôi phải tiếp cận bệnh nhân, tôi phải xem bệnh nhân của tôi đang tổn thương liên quan đến vị trí nào, trước thận hay tại thận, đúng không ạ? Còn khi đã tổn thương suy rồi thì điều đương nhiên các em phải làm đó là gì ạ? Ta phải làm phẫu thuật máu, xem mức độ của bệnh nhân có thiếu máu hay không, đúng chưa ạ? Có rối loạn đông máu hay không, vấn đề truyền lỏng tô bệnh hay không. Tôi sẽ phải làm ure creatinine xem mức độ tăng đến mức độ nào rồi, đến mức lọc của thận bệnh nhân giảm đến mức độ nào rồi, đúng chưa ạ? Đương nhiên khi bệnh nhân bị suy thận của tôi thì cái đầu tiên nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì ạ? Điện giải. Và đã suy thận thì bắt buộc vào điện giải, và cái điện giải là một trong những điều kiện tiên quyết để tôi quyết định rằng tôi có nên lọc máu hay không. Vì thế nên đã nghĩ suy thận thì đừng làm một ure creatinine không, bao giờ tích cho tôi cái điện giải là cái gì, đúng chưa ạ? Và đương nhiên khi bệnh nhân đã nghĩ tổn thương thận cấp thì việc mà bên cạnh cái điện giải đồ quyết định lọc máu hay không thì là cái toan chuyển hóa cũng là một cái chúng ta phải quyết định. Thì đương nhiên các bạn phải làm cân khí máu nhân như thế nào, đúng chưa? Và tại sao tôi phải làm canxi không? Không phải là hậu quả của suy thận cấp tôi tổn thương đến canxi, nó là phải lâu, phải dài mới thành ra canxi được. Còn suy thận cấp nó không tổn thương canxi, nhưng mà sao ạ? Trong điều trị hạ kali của tôi nó có tiềm canxi vào, đúng chưa? Vậy thì tôi nên quyết định là tôi uống canxi và tôi chọn phương pháp nào để tôi hạ canxi cho bệnh nhân, thì tôi phải xem bây giờ bệnh nhân có một tình trạng gì đấy khác kèm theo canxi máu nó rất tăng. Bây giờ tôi tiêm tiếp canxi vào và tôi chuyển phương thì canxi bệnh nhân càng tăng hơn, đúng chưa? Vì thế nên việc quyết định của bệnh nhân điều trị thuốc hạ kali bằng cái gì lại rất quan tâm đến canxi. À, chỉ rằng nhắm mắt lại lúc này chưa nghĩ đến nguyên nhân bệnh nhân tổn thương thận cấp là gì, tôi đánh giá mức độ nặng của tổn thương thận cấp đã. Thì chỉ các bạn phải làm thôi công thức máu, các bạn sẽ phải làm ure creatinine, sẽ phải làm đông máu cơ bản luôn nữa. Tôi xem bệnh nhân là tôi cần lọc máu hay không, tôi cũng biết được rồi. Sử dụng hay quay hay không, hay quay điện hay làm như thế nào, đó là việc tôi phải quyết định. Không phải lúc này tôi chỉ bị lọc máu lại đang lên lấy đông máu xem thế nào rồi cặp cài xem, đúng không ạ?
sẽ phải làm điện giải đồ, sẽ phải làm canxi máu, sẽ phải làm gì ạ? Đường máu mà nó liên quan đến dịch cả, sẽ phải chuyển bệnh nhân hay không? Trong khi các bạn chưa quyết định được là bệnh nhân của tôi đang là chất thận hay đại thận, nó là một vòng luẩn quẩn, nó nằm có khi nó là phối hợp cả hai, đúng chưa? Chúng ta sẽ phải làm khí máu để chúng ta đánh giá một phần. Và đương nhiên là nếu bệnh nhân còn nước tiểu thì hãy tranh thủ lấy nước tiểu để kiểm tra, chứ đừng để đến khi chán chê mê mỏi rồi đôi khi nó lọc hết cái đường tiêu nước tiểu ra nữa, rút ra ngoài dần dần nước tiểu thì làm sao mà có nước tiểu mà chẩn đoán xem có tổn thương tại thận hay không, có nghĩ đến các nguyên nhân chết giờ. Đúng không ạ? Vị trí các em ở đây. Sau đó thì tùy thuộc vào nguyên nhân bệnh nhân tổn thương tại thận, chúng ta sẽ phải làm đến cục cụ thể chẳng hạn, đúng không? Tôi nghĩ đến viêm mạch, tôi làm ăn ca, tôi làm bất cả các nguyên nhân khác. Tôi nghĩ đến bệnh lý của tự miễn thì tôi làm đến ARN, DNA, hay tôi nghĩ đến bệnh lý của thận thì tôi nghĩ đến các bệnh lý ngoài thận, tổn thương tại đâu, các em nghĩ đến đâu, các em làm đấy. Được chưa? Vậy chỉ cái cơ bản bắt đầu các em phải làm đã. Vì thế nên đưa ra một cái đánh giá của bệnh nhân AKI ban đầu, làm cái xét nghiệm gì cơ bản bắt đầu thì nói được. Là phải biết bệnh nhân nguyên nhân của tôi gây tổn thương thận cấp nó là cái gì cả. Nhưng chỉ tôi để nắm được cái ban đầu tôi phải làm cái xét nghiệm gì của tôi trong tầm tay tôi quyết định tôi điều trị nguyên nhân. Để giữ bệnh nhân sống thì mới tìm nguyên nhân được, đúng không ạ? Không sống thì không tìm nguyên nhân được. Nào, đây là một cái phân biệt cho các em tổn thương bệnh nhân là ở cầu thận hay ở kẽ thận hay ở ống thận. Tuy nhiên là ở nước ngoài người ta còn định lượng được cả cái bố tin này là chúng ta là bố tin của ống thận hay bố tin của cầu thận. Nhưng ở Việt Nam mình rất tiếc chúng ta không thể phân loại được cái bộ tin này và thôi là từ cầu thận hay là từ ống thận, mọi chỉ mỗi làm mỗi cái ao đi, đúng chưa? Để thế nên chúng ta đến tận bây giờ chúng tôi cũng không thể phân biệt được bệnh nhân của tôi giờ đang tổn thương cái bộ tin như vậy thoát ra từ cầu thận hay tổn thương của ống thận, ống thận. Thì đây chúng ta phải dựa vào từng lấy cái nguyên nhân, từng cái triệu chứng này các em vào. Nếu bệnh nhân tổn thương cầu thận thì bao giờ bệnh nhân gì ạ? Đã tổn thương ở cầu thận thì bệnh nhân có lọc đúng không? Không lọc được đương nhiên nó phải thử việc vô niệu, đúng chưa? Và đương nhiên bệnh nhân không lọc được thì nắp đi niệu có ra được không? Đương nhiên nắp đi niệu sẽ ít, đúng không ạ? Tổn thương ở cầu thận mà đáy cầu thận nó giảm thì bây giờ bố tin niệu vẫn cũng nhiều, bệnh nhân có thể có đáy máu đã thiểu như thế. Nhưng tổn thương ở ống kẽ thận, ống kẽ thận là gì? Lọc hết ra rồi nhưng giờ nó không hấp thu lại được, đúng không? Lọc sạch ra rồi ống thận là phải hấp thu mà, bây giờ hấp thu được thì đương nhiên nó đã niệu, nó lọc hết 180 lít nước tiểu trong một ngày, nó hấp thu lại nó đái có 1.5 lít một ngày ở ngoài, đúng chưa? Bây giờ thận đâu hấp thu được đương nhiên nó mất nước rồi, đúng không ạ? Vậy thế một đứa trẻ đã ăn nhiều rồi, riêng mình nghĩ đến bệnh lý của ống thận, chứ không nghĩ đến bệnh nhân của tổn cầu thận. Vậy tuy nhiên nó lọc hết rồi, nó không tái không được thì nát vi niệu nó sẽ tăng, và tương đương ấy nát vi máu nó sẽ tăng, đúng chưa? Bố tí niệu trong ống thận nó có nhiều đâu, nó có lọc được đâu, nó không thể nhiều được. Chúng ta có lọc toàn bộ hết, amin đâu, lọc một phần thôi, cái thằng nào nhỏ nhỏ nó thoát ra được rồi, cái thằng lớn ra nó qua cầu thận được, đúng không ạ? Đương nhiên là lượng cái bố tí mà tổn thương ống kẽ thận nó không bao giờ nhiều bằng tổn thương cầu thận. Vì thế nếu bạn thận ra đến 5 gram, 10 mấy gram thì nghĩ bệnh nhân là tổn thương ở cầu thận. Mà chỉ nghĩ trong thận khi bệnh nhân được bố tin niệu thoát ra của bệnh nhân ít thôi ạ. Được chưa? Một cái phân biệt nữa mà các em cần phải nắm rõ trên lâm sàng, các em làm sao mà nghĩ là bệnh nhân này là tổn thương cầu thận hay là tổn thương đợt cấp của suy thận mạng. Hai bệnh nhân này vẫn của tôi là tổn thương thận cấp thôi. Tổn thương thận cấp có nghĩa tôi phải làm sao tôi cứu bệnh nhân càng sớm càng tốt, thận tôi hồi phục, đúng không ạ? Còn mạng tính thì chỉ của tôi rất nhẹ nhàng, các bạn là tổn thương các từ bình tĩnh chọn phát tốt bệnh nhân, chứ không phải chúng ta tìm mọi cách để làm bệnh nhân hồi phục, đúng chưa? Chúng ta đã thấy này, tổn thương thận cấp khác với thằng tổng định, ure nó có thể tăng nhiều hơn so với creatinine, đúng không? Ure tăng creatinine là nhiều hơn creatinine, nó còn phụ thuộc vào cái liên quan đến tổn thương chất thận của nó hay gặp nhiều hơn, đúng không? Tổn thương tại thận thì hay gặp bệnh nhân tổn thương mãn, nguy cơ gây mãn tính nhiều hơn là bệnh nhân tổn thương suy thận cấp chất thận, khả năng suy thận chất thận thì khả năng hồi phục thận nó tốt hơn là bệnh nhân suy thận tại thận. Bệnh sử bệnh nhân nhĩ thận cấp thì chưa có tiền sử gì cả, vào hầu hết là khỏe mạnh. Còn bệnh nhân mà trước đấy tôi đã có tiền sử thận rồi, tôi phải xem bệnh nhân có khỏe mạnh tính hay không, đúng chưa? Phát triển thể chất ở bệnh nhân tổn thương thận cấp thì đa phần là bình thường, nó không có vấn đề gì cả. Ở như Việt Nam mình có nhiều thằng nó suy dinh dưỡng từ trước thì chưa chẳng nói đến chuyện là đến khi nó bị thận nó suy dinh dưỡng đâu, nó cũng khó, đúng chưa? Thiếu máu thì bệnh nhân của tổn thương thận cấp thì đa phần là thiếu máu nhẹ, còn nếu mà thiếu máu nặng thì nó phải tương đương với trạng đây là sốc, nó phải sốc đặc. Đúng, đột ngột thiếu máu nặng mà dẫn đến tổn thương thận cấp của tôi thì nó phải là sốc đặc, nó phải ít chít mạch nó phải nhanh, huyết áp phải tụt đặc, đúng không ạ? Không thể là huyết áp tăng với lại mà nó đi lại bình thường trong khi hemoglobin nó có nặng là mấy là gì chuyện đấy, đúng không ạ? Trừ khi tổn thương thận cấp trên nền một đứa trẻ beta thalassemia cũng có thể gặp đấy các em ạ, không phải có nó cũng có đâu, đúng không ạ? Nhưng ngược lại bệnh nhân thận mãn của tôi nó quen tình trạng thiếu oxy ấy rồi,
nên là có giảm mấy, thậm chí là con gặp đứa trẻ mà 3g2 nó sống được bình thường các em ạ. Thật sự là như thế, nó vẫn ngồi chúng ta bình thường, mạch nó nhanh một tí, không khó thở, không biết mệt mỏi gì, nó quen rồi, nó quen với người, nó cứ chậm chạp và lờ đờ cứ sống như thế rồi, đúng không ạ? Nhưng mà để mà sốc toàn bộ thì không, không có chuyện đấy. Xương thận bình thường, thận teo nhỏ, đây là mới chỉ là mặt lâm sàng cho các em chẩn đoán thôi. Tôi mà xác nhận các em quan tâm đến cái gì ạ? Quan tâm đến cái gì ạ? À, khi bệnh nhân mà tổn thương thận cấp, thật sự tổn thương thận cấp, hiếm khi bệnh nhân đã bắt được ảnh hưởng của phốt pho và VTH. Hiếm khi, nó phải diễn ra trong một thời gian thì nó mới kích thích hoàn hóa ngược trở lại được. Còn đa phần nó rất hiếm khi, đúng chưa? Vậy thì một trong những nguyên nhân người ta tính thận mạng đó là bên cạnh lâm sàng của thận nhỏ và đường máu nặng, người ta quan tâm đến phô máu bệnh nhân tăng hay chưa, VTH bệnh nhân tăng hay chưa. Cái gì tăng trước tiên ạ? VTH tăng đầu tiên, sau đó phốt pho mới tăng, đúng không ạ? Là quy trình tiến trình của một cái từng đấy, các nguyên nhân có thể gợi ý cho bệnh nhân của chúng ta là mãn tính hay không. Vì rất nhiều bệnh nhân có lúc nào thận cũng teo nhỏ đâu em ạ, đúng không ạ? Thận nó chưa teo, nó vẫn to, thậm chí là bệnh nhân là trên nền một cái, trên nền một cái bệnh thận đa nang mà bị suy thận mạng, thận nó to vì gì ạ? Thận toàn nang thôi, nó không nhỏ, vì thế nó kích thước thận các em to nó vẫn bình thường, đúng chưa? Đây cái vấn đề các em nhớ giữ nguyên khi ngay các em nhìn nhá, sau đại học các em đọc tiếng Anh còn tốt hơn cả cô, đúng chưa? Để chúng ta sẽ thấy rằng đây là các yếu tố giúp phân loại tiên lượng nguy cơ tiến triển thành bệnh thận mạng, hạ thận tổn thương giai đoạn nặng của thận cấp, để các em có thái độ điều trị và xử trí nhanh hơn. Cái đầu tiên em thấy đưa ra nó là tính phần trăm số lượng dịch quá tải, và cái này là yếu tố quyết định đầu tiên để quyết định cho chúng tôi xem bệnh nhân của tôi có nên lọc máu hay không. Không phải dựng lúc đấy cũng lên chức năng nhiều đâu các bạn, là tăng rất nhẹ, thậm chí em vẫn thấy lọc cổ thận của bệnh nhân vẫn còn được 40-50 ml/phút, 1.3 ml. Vậy thế nên các bác không phải tính dựa mức lọc cổ thận để các bác lọc, mà các bác dựa cái phần trăm nó có thể nó vượt trong quá tải dịch này, nó giúp dịch ra, nó giúp bệnh nhân trở về bình thường rất nhanh. Vì các em hiểu là khi bệnh nhân quá tải dịch, bệnh nhân sẽ suy tim, sẽ gì ạ? Sẽ sốc, bệnh nhân sẽ làm gì ạ? Sốc rồi đến sẽ gì ạ? Có nhiễm toan, nhiễm toan rồi là vòng luẩn quẩn suy đa tạng. Mà chỉ một lúc đấy người ta chỉ cần gì ạ? Rút bớt dịch ra, tất cả các quá trình kia stop lại một chỗ, bệnh nhân hồi phục rất nhanh, đúng không ạ? Còn nếu không mà đã khi toan chuyển hóa rối loạn phân bố máu, đương nhiên mạch thận co, không có thận, không có nước gì đến thận, chẳng lọc được cái gì ra ngoài, không lọc được cái gì ra ngoài thì ứ tất cả mọi chỗ, đúng không ạ? Gan là bộ máy chuyển hóa, thận là bộ máy đào thải, không có được được. Cái thứ hai là người ta tính đến cái gì đấy ạ? Chỉ để chỉ số tổn thương ở thận. Cái thứ ba là người ta dựa vào gì ạ? Test Furosemide. Test Furosemide này áp dụng cho người lớn nhiều hơn là cho trẻ nhỏ. Bây giờ trẻ nhỏ chúng tôi cũng có thử, tôi sử ra ngoài trong, đặc biệt là chân hồi sức cứu các em, các bác hay cho gì ạ? Tiêm truyền liên tục cái Furosemide tĩnh mạch. Như người lớn thì đa phần người ta dùng các bằng phát tiêm của người ta theo dõi luôn, ban đầu luôn là xem cái mức độ nó cải thiện rất nhiều so với tiêm Furosemide như thế nào, để nó quyết định để lọc sớm bệnh nhân. Còn ở trẻ nhỏ thì tiêm như này nó trẻ nhỏ nó còn phụ thuộc vào lượng dịch các bạn in đưa vào, bệnh nhân uống như thế nào, vào da như thế nào nữa, thì đứa trẻ nó hầu như là những cái trường hợp mà test Furosemide này nó áp dụng nhiều cho bệnh nhân gì ạ? À? Ở bệnh nhân ở hồi sức cấp cứu nhiều hơn là trên có thận hen, đúng chưa? Vì cái thời gian mà các bệnh nhân tổn thương cái thận cấp nó rất là quan trọng. Vì thế nên người ta bây giờ cái test Furosemide này người ta quyết định xem bệnh nhân ta có nên lọc máu sớm bệnh nhân không, để giúp cho bệnh nhân gì cải thiện được chức năng thận của bệnh nhân càng sớm càng tốt, đúng chưa? Nó có một cái dấu hiệu for kiss, nó là cái gì ạ? Là sự quá tải dịch kết hợp với chỉ số tổn thương tại thận, người ta phối hợp lại, người ta đánh giá mức độ, nó rất cần thiết để đánh giá cho bệnh nhân của chúng ta có nguy cơ tiến triển nặng hay không. Tôi xin chỉ định lọc máu sớm cho bệnh nhân. Nào, đây là các biomarker người ta nghiên cứu rất nhiều. Khi mà người ta biết nghiên cứu hết về các nguyên nhân, về cơ chế, về điều trị thận cấp rồi, người ta bắt đầu người ta quan tâm đến cái thời gian làm thế nào để tôi chẩn đoán sớm nhất, làm thế nào tôi có chỉ định lọc máu sớm, làm thế nào để tôi can thiệp sớm cho bệnh nhân. Thì tôi không đợi đến khi mà tăng quá nhiều rối loạn nước điện giải và toàn hiểm bắt đầu tôi mới can thiệp đến cái tổn thương thận. Thì người ta bắt đầu nghĩ đến các marker để giúp ta chẩn đoán sớm. Các bác sĩ Tạ Anh Tuấn nhỉ, các bác anh nghiên cứu về cái marker Angel đấy để đánh giá cái mức độ tổn thương thận cấp. Và đây là các bằng chứng về mặt lâm sàng đã tương ứng với mỗi cái tổn thương thận cấp. Nó nói thật là bây giờ ở Việt Nam, ở bên Y Trung ương mình thì như cái Angel nó là bác cái làm mỗi chỗ đấy thôi, mà sau đấy tôi cũng chưa thấy làm xuất hiện để làm xét nghiệm để chẩn đoán sớm đâu, đúng không ạ? Và không biết cái marker mà cô nghiên cứu thì chẩn đoán lưu bút thì chẳng biết về, cũng được
lên trên thị trường của Việt Nam để được chẩn đoán không cũng chả biết được, đúng không ạ? Nào, đây là cái cũng là một biomarker giúp người ta phân biệt được, đánh giá định nghĩa tổn thương ở tổn thương thận cấp. Người ta chia làm các marker, đánh giá về chức năng của các marker và đánh giá về cấu trúc của thận. Đối với chức năng nó liên quan đến creatinine, cysteine và các cấu trúc đánh giá mức lọc cầu thận. Còn cái marker mà đánh giá về cấu trúc của thận thì cái này các em đọc biết là người ta đã dùng được cái gì, và cái angle là một trong những marker mà đánh giá về cái cấu trúc của tổn thương của thận, để đánh giá là các em đọc để biết thôi, chứ Việt Nam chúng ta chưa áp dụng được cái này không, được chưa? Đây là hậu quả của caffeine. Nếu chúng ta để nhân đến muộn thì nó sẽ dẫn đến tình trạng gì ạ? Nó tổn thương đến não, nó gì ạ? Độc của ure máu tăng cao kéo dài, đúng không ạ? Nó tổn thương đến tim vì dẫn quá tải dịch, nó gây rối loạn nhịp tim liên quan đến cả rối loạn điện giải rồi, nó gây tăng kali ảnh hưởng đến tim, nó ảnh hưởng đến ruột do gì ạ? Nó ảnh hưởng đến dịch tiêu hóa, tình trạng toan chuyển hóa, nó ảnh hưởng đến một loạt các hệ vi sinh đường ruột. Bây giờ người ta cũng nghiên cứu về vi sinh đường ruột chiếm tổn thương thận cấp rất nhiều nhá, là một mảng đề tài rất lớn, là báo cáo rất nhiều về hệ tiêu hóa tổn thương hệ vi sinh đường ruột ở bệnh nhân thận cấp cũng như ở bệnh nhân thận mạng, là một mảng đề tài mà cả nước và cả thế giới người ta đang đầu tư nghiên cứu rất nhiều về nó. Đọc em thấy thật sự thú vị về vi sinh đường ruột. Nhưng mà tôi đã đọc xong tôi thấy không áp dụng nhiều, quá nhiều người ta mình chả làm được những cái đấy, đúng không ạ? Nhưng mà cả thế giới người ta đang đi đấy, vi sinh đường ruột điều trị trong đấy là người ta làm sao để người ta nuôi dưỡng được cho những bệnh nhân thận, bệnh thận mạng cũng như bệnh thận cấp này, để nâng được cái dinh dưỡng của bạn lên. Mục tiêu của nó là gì ạ? Mục tiêu của ta sẽ xong người ta nghiên cứu như thế để người ta đưa được đứa trẻ của tôi đủ lớn để người ta ghép thận tốt. Người ta đi đến chất lượng của ghép chứ không phải là để ghép nữa, đúng không? Chúng ta bây giờ mới ghép thận ở cái thành thạo thôi, đúng không ạ? Nhưng bây giờ người ta thấy ghép thận là đơn giản quá rồi, giờ hầu như ngay cả đến nước thứ ba chúng ta cũng ghép được một cách thành thạo rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ người ta nghiên cứu lên làm sao chất lượng của ghép của tôi, làm sao cho cái cơ thể của người nhận được quả thận đấy được tốt nhất, là người ta sẽ nghiên cứu để người ta làm thế nào để cho cái tình trạng suy dinh dưỡng, tình trạng giảm cái suy dinh dưỡng của đứa trẻ, cái chất của đứa trẻ đấy để nhận thận một cách tốt nhất tối đa. Người ta nghiên cứu hệ vi sinh rất nhiều. Và đương nhiên khi bệnh nhân tổn thương thận bao giờ cũng ảnh hưởng đến hệ canxi, phốt pho và tình trạng viêm, nó sẽ ảnh hưởng đến sự cấu tạo và cấu trúc của xương, đúng không ạ? Và trong đó người ta nguyên nhân mới gần đây từ năm 2021 nhỉ, người ta bắt đầu người ta nghĩ đến, người ta mới phát hiện ra cái yếu tố FCS23 ảnh hưởng đến sự chuyển hóa của canxi, phốt pho, rối loạn ở những bệnh nhân thận mạng. Và vì thế đó là một trong yếu tố làm cho người ta gì thất bại trong việc điều trị dinh dưỡng ở bệnh nhân thận mạng tháng cuối. Và đương nhiên thận sẽ ảnh hưởng đến chức năng gan và phổi của chúng ta, đây là hậu quả của khi em suy thận mạng. Thì là tổn thương cấp, các em không cứu bệnh nhân sẽ dây tình trạng như thế này. Và đó là dạng của trẻ này là tử vong, đúng không ạ? Đây là một cái bản tôi thấy là càng đọc không còn chuyển. Tức là khi giảng bài các em tôi đọc nhiều, tôi tìm một cái ảnh để các em nhớ dễ nhớ nhất. Cái ảnh này là một đánh giá, một cái trọn vẹn, có lẽ là tôi là nó đánh trọn vẹn cho chúng ta thấy được rằng tiến triển và khả năng hồi phục của cái thận tôi khi tổn thương thận cấp nó như thế nào, từng giai đoạn nhẹ đến giai đoạn nặng. Các em thấy người ta rõ từ cái nephro người ta biểu diễn cái ống thất của bệnh nhân, đúng không ạ? Ở giai đoạn nhẹ thì các em thấy trong giai đoạn trong hồi phục đây, bệnh nhân hầu hết giai đoạn nhẹ đầu tiên là hồi phục hoàn toàn chức năng thận, vậy mà vẫn có một nguyên nhân, một phần bệnh nhân có nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng tim mạch. Người ta vẫn thấy ảnh hưởng chức năng tim mạch ở những bệnh nhân tổn thương thận cấp, mặc dù rằng thận của tôi hồi phục hầu như hoàn toàn. Sang đến bệnh nhân mà tổn thương thận cấp ở mức độ trung bình thì mức lọc của thận đã có thể hồi phục được một phần hoặc có thể trở về bình thường. Nhưng đến lúc độ trung bình rồi, bệnh nhân của tôi chắc chắn sẽ mất một vài nephron. Mặc dù rằng lúc nào thật tôi trở về bình thường, nhưng số nephron của tổn thương của tôi thì đã có một phần bị chết đi rồi đấy. Tôi sẽ có một phần còn lại. Nhưng chí rằng cái phần trăm còn lại đấy nó vẫn hoạt động bù cho những thận đã mất đi. Vì thế nên thận của tôi nó vẫn hồi phục được, đúng chưa? Nhưng bệnh nhân của tôi chắc chắn số nephron nó chết đi. Và lâu dài nó có một phần vì chính số lượng nephron chết đi, những thằng còn lại hoạt động bù rồi kia, thì lâu dần dần những thằng còn lại nó cũng mệt dần, và thế nó vẫn có nguy cơ gì ạ, bệnh thận mạng. Và đương nhiên thằng đấy từ thằng nhẹ vẫn ảnh hưởng đến tim rồi, thì thằng nào trung bình thằng nặng sẽ đương nhiên ảnh hưởng đến tim. Và khi tổn thương mức độ nặng rồi thì hầu hết bệnh nhân gì ạ, mất gần hết các chức năng của thận rồi, và lúc đấy cái khả năng kể cả các em lọc và các em vui hy vọng hồi phục của cầu thận là ít. Đó là vì sao người ta quan tâm đến thời điểm chẩn đoán tổn thương thận cấp, và người ta quyết định cái thời điểm lọc máu càng sớm càng tốt cho thận của em hồi phục nhiều nhất có thể, nhanh nhất có thể. Bộ
người ta tìm mọi cách, người ta làm cái mắc cơ, người ta đưa ra nhiều chẩn đoán tiêu chuẩn để người ta có nhiều tiêu chuẩn lựa chọn để người ta áp dụng sớm phương pháp điều trị, chứ không đợi đến bệnh nhân giai đoạn muộn hẳn khi chúng ta rõ ràng phương pháp điều trị thì khả năng phục hồi của thận là không có. Và dĩ nhiên nếu phục hồi được thì bệnh nhân có nguy cơ tỷ lệ bệnh thận mạng trong đấy rất cao, đúng không ạ? Và đương nhiên hậu quả ở đấy là tổn thương tim, khó không có không. À, bây giờ là ảnh hưởng của thận. Khi tổn thương thận cấp nó gây gì ạ? Nó rối loạn tan bằng axit bazơ. Nó gây làm gì ạ? Nó giảm bài xuất cái alpha proto, đây là một cái búa tim nó sinh ra, nó kích thích cái xương nó sản xuất ra FGF23, và từ FGF23 nó gây ảnh hưởng đến việc tái hấp thu và chuyển hóa axit phốt pho, đúng chưa ạ? Nó làm tăng bài xuất phốt phát, nó làm giảm tiết 1,25 vitamin D, nó làm giảm hấp thu canxi ở ruột, nó ảnh hưởng đến chức năng của tuyến cận giáp, tuyến cận giáp tư phát, nó ảnh hưởng đến sự phát triển của xương, đúng không ạ? Và chính cái thằng mà ảnh hưởng của axit bằng axit azơ, tình trạng thiếu máu, thiếu oxy, thiếu dưỡng nuôi dưỡng trong các cầu thận, nó gây tình trạng kích thích các hệ thống miễn dịch. Cái mạch thận của tôi là có tổng mạch máu mà, nên là cái phần màng đấy lắng đọng các phức hợp miễn dịch cũng như là các tế bào viêm ở trong thận của chúng tôi rất nhiều, tập trung rất nhanh. Và chính cái tình trạng viêm mất cân bằng của việc và cũng như cơn bão cytokine cũng như các cụ thể, nó gây tình trạng viêm mãn tính. Và tình trạng mất cân bằng giữa viêm mãn tính đấy nó gây tình trạng sơ hóa dần cầu thận và dẫn đến bệnh thận mạng là như thế. Để điều trị bệnh nhân tổn thương thận cấp thế nào? Khó, đúng không ạ? Quan trọng là gì đấy? Tìm được nguyên nhân và tìm thời điểm khó. Cái này điều trị của nó thì chỉ là gì ạ? Dĩ nhiên nguyên nhân nào các em điều trị đó. Còn cái mà cô chỉ nói cho các em được là khi bệnh nhân sao đấy vào với tôi về tổn thương thận cấp rối loạn hết mọi thứ rồi, chúng ta bên cạnh cái lọc máu chỉ định khi nào tôi lọc máu, trong lúc đợi lọc máu, trong lúc đợi tìm nguyên nhân, tôi phải can thiệp những cái gì để giữ mục tiêu tôi là gì ạ? Giữ bệnh nhân sống rồi tìm nguyên nhân, đúng không ạ? Bệnh nhân nó không sống thì chẳng có nguyên nhân gì thì nó được hết. Đầu tiên chúng ta phải làm gì ạ? Một là cái gì mà ảnh hưởng bệnh nhân nguy hiểm nhất, chết bệnh nhân đầu tiên, nó là gì ạ? Là rối loạn điện giải nhiễm toan axit pho, là cái quan trọng các em phải kiểm soát nó. Cái thứ hai là điều trị các biến chứng bệnh nhân xuất hiện, bệnh nhân có thể tăng huyết áp, bệnh nhân có thể từ tăng huyết áp đấy nó gây co giật, nó gây tổn thương não, nó gây tổn thương tim, bằng ở đâu em điều trị ở đó. Và cuối cùng là điều trị bảo tồn và dinh dưỡng để làm sao đứa trẻ chúng ta còn đủ sức khỏe, nó còn chiến đấu tiếp khi em tìm ra nguyên nhân, đấy chưa ạ? Vậy thì cung cấp dịch ở bệnh nhân tổn thương thận cấp như thế nào? Tuy nhiên bệnh nhân của chúng ta nếu vào chúng ta tình trạng tổn thương thận cấp trước thận gây giảm độ tuần hoàn, thì đương nhiên các em phải cung cấp dịch, thiếu huyết tương bù huyết tương, thiếu máu bù máu, thiếu ong bù amin, hoàn toàn phụ thuộc vào lâm sàng của bệnh nhân của các em, xét nghiệm trả về cho các em mà các em quyết định dùng dịch gì cho bệnh nhân. Người ta không thể nói chung chung được, em đọc bất tây người ta không thể nói chung chung được lúc nào các em dùng dịch cao phân tử, lúc nào các em dùng dịch máu, đúng không ạ? Nó hoàn toàn phụ thuộc vào tình trạng lâm sàng của bệnh nhân của các em là cái gì. Và bên cạnh với được các em bù dịch thì các em phải xem xét rằng bệnh nhân của chúng ta khi cho dịch vào rồi phải luôn luôn quan tâm đến tuần hoàn khả năng làm việc của tim, đúng không ạ? Vì thế nên các em thấy là các bác sĩ hồi cấp cứu người ta rất quan tâm đến, người ta xem có thiếu dịch, người ta xương, người ta xem dịch mạch chủ, người ta xem có gì ạ, có thiếu dịch tuần hoàn hay không, nếu con tim của chúng ta có vấn đề gì hay không. Nếu tim có vấn đề thì bên cạnh chúng ta dịch các em phải có được tiểu, đúng không ạ? Chúng ta phải khống chế được dịch vào chứ đừng để bù ồ ạt dịch vào đủ tuần hoàn thì suy tim phổi cấp, chết vì phổi cấp. Nhu cầu nước cơ bản của bệnh nhân, nếu trong trường hợp mà các em thấy bệnh nhân của chúng ta không biết được lượng dịch ra như thế nào, bù dịch như thế nào, thì tối thiểu đối với nhu cầu nước cơ bản các em dùng cho bệnh nhân là gì ạ? Trên có thận lọc máu của cô ấy, khi bệnh nhân của chúng ta thì chưa nỗi nặng, đúng không ạ? Nó không nhiều như ở với sức của chúng ta là quan tâm dịch rào dịch ra như thế nào, chúng ta cần quan tâm, chúng ta theo dõi cái diễn biến của cái tổn thương thận cấp như thế nào, thì người ta sẽ quan tâm đến nhu cầu cơ bản. Thì tôi quan tâm là tôi có nên cho bệnh nhân uống nước hay tôi có nhóm giảm nước bệnh nhân. Còn khi mà cắm ống thở vào tờ máy thì hoàn toàn là thuộc thuộc của lượng dịch các em vào dựa vào cái gì ạ? Dịch chuyển của các em thôi, chẳng có nước nào để bà cả, đúng không ạ? Vậy thì nhu cầu cơ bản của một bệnh nhân thì người ta dựa vào 400 ml trên mét vuông ra trong một ngày, mà các em tính là 20 ml trên kg cân nặng cộng với lượng nước tiểu bài xuất ra, hoặc bệnh nhân nếu sốt cao các em tính trên phần trăm mất cơ nhiệt độ cơ thể, hoặc bệnh nhân mất đường tiêu hóa các em tính theo lượng mất đường tiêu hóa để bù dịch đủ cho bệnh nhân, đúng không ạ? Bệnh nhân này giống như bệnh nhân máu nào mà đào trực với cô và bệnh nhân là viêm ruột đấy nhỉ, viêm ruột cho bệnh nhân lupus đấy,
đêm qua đấy cô chạy không khác gì bệnh nhân này, cô chạy theo bệnh của bệnh nhân. Rồi dĩ nhiên bệnh nhân này của tôi đã ổn nằm ở trên tiêu hóa PP rồi, xong là nó tìm 2 tuần nằm ở trên tiêu hóa hội chẩn bao nhiêu bác bác sĩ ngoại đến hội chẩn liên tục, vì nó gì ạ, nó nhiệt ruột cơ năng, lúc nào nó cũng có mức nước mức hơi ở trong cái bụng nó cả. Thế xin các bác tiêu hóa tìm mọi cách tìm ra, nghĩ rằng bệnh nhân đã đủ tiêu chuẩn lưu bút automatic nhảy thận, mặc dù mối tín hiệu của nó rất thấp, mà chủ yếu tổn thương gì ạ, viêm ruột do lưu bút ở tiêu hóa. Mối tín hiệu của tôi lên tôi cũng 79 à 50 à, không nhiều đâu. Nhưng mà bởi vì nó đủ tiêu chuẩn lưu bút là có bộ tín hiệu automatic, bác sĩ chuyển cũng liên hệ. Và dĩ nhiên bác sĩ thật của tôi không nhìn rõ tổn thương nó là cái gì nhận về, và hôm nay tôi đánh đủ. Hôm nay tôi đánh đủ luôn. Đúng chưa ạ? Và đây là tiêu hóa là ca thứ hai rồi, từ tiêu hóa tôi đánh đủ luôn. Đây là ca đầu tiên là bệnh nhân ngộ độc thuốc chuột. Cũng vào cô tôi. Tôi cũng đánh đủ luôn cái thua đấy. Vào cái gì ạ? Đấy suy thận cấp mà bệnh nhân mất máu nên là automatic hết suy thận là đẩy thận. Đúng rồi, trong các bạn chưa kịp truyền máu là qua tôi, khi tôi làm đến đâu nó rối loạn đấy. Xong cùng mới tìm ra bệnh nhân bị ngộ độc thuốc chuột, nó tổn thương thận cấp của tôi nên là hậu quả thôi. Nó tôi đánh đủ luôn cái bạn đấy, mà làm nào tôi mục tiêu tôi phải giữ bệnh nhân sống, nên tôi làm tiếp, tôi nghĩ tiếp, có thời gian sống mình nghĩ tiếp. Và bệnh nhân này cũng thế, tôi chạy dịch đúng đủ, tôi tìm mọi cách để tôi làm cái dịch bệnh nhân và đợi chờ có bị tác dụng của corticoid. Đây tôi đầu tôi đang rốt thôi mà tôi nên dùng xem xét, với tôi đang dùng cyclophosphamide cho bệnh nhân để điều trị cái ung thư này. Ở may quá tôi cũng dùng điều trị kiên trì thì bệnh nhân của tôi nó đã hồi phục và tôi chưa cần phải dùng mấy nước mắt đấy. Vậy cái đầu tiên là gì? Đó là việc gì ạ? Tôi tính nhu cầu cơ bản, tôi tính lượng dịch, tôi tính lượng tôi xem lượng dịch dạ dày như thế nào, tôi bắt nhẹ bệnh nhân, cân cho tôi từng cái đỉnh một đến vào một, và tôi chỉnh dịch bệnh nhân hàng giờ hàng phút. Và khi tôi tìm được cái quy tắc dịch bệnh nhân ra như thế nào, tôi mới chỉnh được cái lượng dịch truyền bệnh nhân vào như thế nào để tôi ngày sau mới không phải tôi bệnh nhân tôi mới sống. Và người ta chỉ gọi điện tôi để chỉnh cái dịch sandostatin để làm giảm xuất tiết ở ruột thôi, đúng không ạ? Thì đây là cái lượng dịch cung cấp dịch này em nắm chắc được, em điều trị bệnh nhân và bệnh nhân sống được là được các em. Còn tôi đấy mà tôi mà không theo dõi như cũ, tiến trình như cua trước để lại cho tôi thì đảm bảo bệnh nhân chết, tôi đảm bảo bệnh nhân chết. Rồi bác sĩ chỉ có suốt ngày thấy gì ạ? À? Thấy mức nước mức hơi lại người ngoài, cứ thấy mức nước mức hơi mà đứa trẻ nó ỉa như té lên ăn rồi. Tôi quá nhiều lần tôi vào tôi mới mở ra, tôi thấy là bà mẹ bà còn chăm sóc bà ấy, bà còn chán cái bông bà nó còn để đến ít đến 3-4 lần bà mới thay một cái bỉ, thì bà chán quá rồi. Tôi vào tôi mở bệnh nhân ra tôi xem, tôi yêu cầu bà không được làm gì, làm thế là chỉ có chết. Bây giờ tôi bảo chị rồi chị ít tôi cho chị thay chị chịu được không, mà chị để con như thế không thể chịu được chết, cho được cuộc sống là như thế đúng không ạ? Bây giờ mình giải thích cho bà mẹ bà hiểu, bà phải làm. Thế bà đến lúc mà bà không chán là bà thấy bác sĩ 2 tuần rồi bác sĩ vẫn như thế, nên bà lên qua tôi bà cũng giữ nguyên tư tưởng như thế, nên tôi cho một bài ra ngồi nói chuyện bài và bố bà mẹ đúng không ạ? Không có người nhà hợp tác thì không bao giờ các em được thành công, nhưng muốn có nhà hợp tác các em phải làm cho người ta hiểu vai trò đấy. Và tôi là tôi bảo tôi có thể cứu được nó, tôi trả lời luôn, tôi nói bố mẹ tôi có thể cứu được nó thì đấy phải làm cái gì nữa. Nhưng tôi bảo để tôi cứu được nó trẻ đúng không ạ? Thậm chí bác sĩ ngoại được gì tai tôi vì khóa trước bắt tắt tôi rồi chẩn bác sĩ ngoại nước mưa, tôi vẫn phải thực hiện cái gì người ta bàn giao, tôi thực hiện bác sĩ ngoại ký đấy, không may nó có vấn đề xảy ra tôi cũng chết. Gì đây, tôi là chị đi hội chẩn toàn viện đi vì cái ca này 2 tuần rồi, ngoại em đi khám liên tục rồi, vợ em chán lắm rồi không làm gì đây. Chị bảo ừ thì em cứ lấy ý kiến của em đấy thôi, còn được việc là gì thì chị làm sao, có gì phải đến thứ hai không ạ? Vì thế các em nắm được cái này, các em điều trị bệnh nhân, mục tiêu của em là sống nhá, đưa bệnh nhân sống sẽ tìm cái gì tìm tiếp được, hội chẩn gì hội chẩn ra đúng không ạ? Giảm nát ri máu đương nhiên bệnh nhân của các em sẽ phải giảm, có thể giảm nát ri máu do bệnh nhân thiểu điệu hoặc chính cơ của các em, hạn chế muối hạn chế nước của bệnh nhân sẽ gây ra nát ri máu. Thế nên các em phải luôn luôn tầm soát điện giải của bệnh nhân. Thì nát ri máu nó liên quan đến cái gì ạ? Thiếu cũng chết mà thừa cũng chết, liên quan đến não, phù não và các em toàn bộ hội chứng của não hồi sức. Nó có gì ạ? Liên quan giảm nát ri. Chuyển từ từ thôi nhá. Không được cái lên thì còn được nâng cao rồi chết đấy các em ạ. Cứ lôi công thức ra làm canxi phốt pho các em điều trị, nhớ rằng phải thực hiện canxi. Canxi này có tác dụng gì? Vừa bổ sung canxi cho các em bệnh nhân tránh co giật, mà quan trọng nhất là gì ạ? Nó điều trị song song tăng kali máu, được chưa nào? Tăng kali máu có những loại tăng kali máu gì, kali máu nào có tác dụng nhanh nhất? Nhanh nhất là cái gì các em? Nhanh nhất là gì? Tác dụng giảm canxi nhanh nhất là gì? Chưa bao giờ ai suy nghĩ nhá. Cắn xin nhanh nhất là canxi. Tiêm canxi giảm nhanh.
Tiêm canxi để giảm nhanh cali nhanh nhất. Thế nên trước khi tiêm canxi các em có cái xét nghiệm canxi trong máu bệnh nhân không quá cao hoặc là thấp, thoải mái tiêm canxi bệnh nhân, đúng không? Các em có thể tiêm canxi coconut, các em có thể tiêm canxi cloro phụ thuộc vào mức độ canxi của các em, đúng chưa? Nếu nhớ tiêm canxi là tiêm tĩnh mạch, dùng mạch máu vững nhất để em lọc canxi ra ngoài, nó có thể hoại tử cơ của đứa trẻ đấy, thấy chưa? Sau đó canxi để cái mục tiêu thứ hai các em có thể làm, nó không ảnh hưởng gì đến đứa trẻ, đó là gì ạ? Là khí dung salbutamol, đấy chưa? Chứ có làm gì cứ nhắm mắt cái khí dung đã, nhưng mà khí dung nó có đặc điểm gì ạ? Nó hạ rất nhanh, nó mất cũng rất nhanh, nó tăng lại rất nhanh, nó gì ạ? Khí dung của nó chỉ là gì ạ? Phân bố lại thôi, phân bố lại kali thôi. Khi em hết tác dụng của kali, nó lại quay trở lại như cũ, nó lại ra tế bào máu ngay như bình thường, nó không vào trong tế bào nữa, hiểu vấn đề chưa? Đây là cái này đưa cho các em để các em này, glucoyl chương, khi các em dùng glucoyl chương bao giờ cũng phối hợp với insulin, nhưng insulin cùng với gluco và cái tác dụng hạ kali nó dựa gì ạ? À? Insulin không phải gluco đâu nhá, không phải gluco bên giảm kali đâu nhá, mà đây là gì ạ? À? Vì tôi tiêm insulin nên tôi phải cho gì ạ? À? Bù đường kèm theo, cũng theo của tôi hạ đường máu hết, đúng chưa? Napica cũng là một cách để các em để hạ natri máu cho kali máu cho bệnh nhân, nhưng mà tác dụng của Napica nó cũng chậm thôi ạ, đúng không ạ? Và dĩ nhiên là thực hiện bằng cái trao đổi bằng cái resin bằng cây esrap càng lâu hơn, tác dụng càng muộn hơn. Vì thế nên nếu uống cây esrap mà đợi tác dụng phụ ít nhất là 1 tiếng sau khi cho uống, hãy làm xét nghiệm kali, đừng có uống xong làm ngay, chả thay đổi gì cả, nó trao đổi mà, đúng chưa? Không đợi ruột nó vào, nó hormone nó vào nữa thì không thể nhanh được, đúng không ạ? Giảm chế độ ăn thì còn lâu nữa. Nào, tùy thuộc vào mức độ nhẹ các em làm cái gì cho bệnh nhân để bổ uống. Nhớ rằng furosemide cũng là một trong cách để các em hạ kali máu bệnh nhân, trong trường hợp nó vừa test được tiểu đường và nó vừa có tác dụng hạ kali cho bệnh nhân đấy, biết chưa? Cái thằng trung bình là cái thằng hay gặp nhất, nó có tác dụng nhiều nhất. Nhớ khi dùng salbutamol dưới 25 cân thì mua một ống, trên 25 cân cho luôn 2 ống khi dùng một lần. Các em có thể ví dụ 2 lần cách nhau 3 phút trong cùng một lúc, nếu trong trường hợp các em đang đợi bất kỳ một cái xét nghiệm gì khác để giúp các em quyết định tôi nên dùng cái gì khác kèm theo cho bệnh nhân, đúng chưa? Và nhớ rằng khi các em dùng insulin để và chuyển đường vào để hạ kali cho bệnh nhân thì bao giờ các em cũng phải kiểm soát đường máu nhá, đúng giống như dùng cái salbutamol của chúng tôi ấy, và trong điều trị cái giảm chất tiết ruột ấy, tôi phải kiểm tra đường máu của bệnh nhân đấy, chứ không được cứ giảm ruột thì bệnh nhân tăng đường máu cao vút là vi khuẩn phát triển nhiễm trùng rồi mọi thứ, hậu quả của tăng đường máu lại càng rất nhiều lên đấy ạ. Điều trị nhiễm toan các em có thể điều trị bằng bù, trong trường hợp tổn thương thận cấp thì đa phần các em bù bằng đường tĩnh mạch nhiều hơn là các em bù bằng đường uống. Còn những bệnh nhân mà nhiễm toan chuyển hóa trong bệnh lý bệnh thận mạng của tôi, chúng ta bù bằng đường uống nhiều hơn là đường tiêm, đúng chưa? Nếu mà đường uống, các em nhớ rằng Napica dạng uống thì chỉ có Napica 4,2% thôi, mà 4,2% là 1 gram Napica tương đương với 12 mg nhá, tương đương với 12 mg các em nhá. Nhớ cái câu đây thì biết được mình cần dùng bao nhiêu gram Napica. Nhớ 1 gram là tương đương với 12 mg, đúng không ạ? Vì lượng các em tính là lượng mg ạ, lượng bệnh nhân thiếu là lượng vừa của mg ạ. Mình thấy các em biết là 1 gram nó ra là bao nhiêu mg, nhưng mà tại sao lượng Napica ở đường uống nó an toàn hơn đường tiêm? Vì các em biết không, nó cả trong ruột nó này, nó phần gì ạ? Nó phần ruột hấp thu. Đó là một lý do vì sao tất cả các thuốc của chúng ta điều trị bệnh thận mạng rất nhiều của thuốc uống, vì tôi phải bệnh nhân về nhà, vì thế nên người ta mới tập trung đánh vào cái hệ vi sinh đường ruột để làm sao để hấp thu thuốc tốt nhất có thể. Vì nếu ruột nó không hấp thu được thì chẳng có máu được, chẳng có tác dụng gì hết, đúng chưa? Điều trị tăng huyết áp thì đương nhiên là phải dùng thuốc hạ huyết áp rồi, nhưng trong thuốc hạ huyết áp nhớ rằng đặc biệt tổn thương thận cấp đừng vội vàng dùng các coprin nhá, không dùng thuốc chế vận chuyển, vì dùng thuốc chế vận chuyển nó đẩy thận cấp của em nhanh lên. Vậy đá tổn thương thận cấp automatic đưa cái thằng thuốc chế vận chuyển ra của cái đầu em, đừng có trong đầu chỉ nghĩ là thận là thuốc chế vận chuyển, thấy chưa? Đưa hẳn cái áp chế vận chuyển ra của cái đầu em, bệnh nhân đang dùng chế vận chuyển cũng stop nó lại ngay lập tức, vì một là tác dụng hạ áp của nó không nhiều, nó chỉ có tác dụng bảo vệ thận là giảm bố tiết niệu. Bây giờ tôi không phải là để giảm bố tiết niệu mà cũng tôi là phải đưa thận nó hồi phục lại đã, nhưng mà sống đã tôi mới tìm cái thận hồi phục được, nó không sống thì không hồi phục được. Vì thế nên đưa ngay cái áp chế vận chuyển ra khỏi cái đầu của các em, không đừng nghĩ anh cứ hạ áp là dùng chế vận chuyển đâu ạ, được chưa? Mà cái hàng đầu các em phải nghĩ đó là chất kênh canxi, mặc dù chất kênh canxi nó có tác dụng phụ, nó có thể gây ứ nước các tĩnh mạch, các em điều trị lâu nhân uống canxi có thể gây nó phù tay phù chân đấy ạ, nó có. Nhưng mà rằng gì ạ, thằng dòng canxi tại sao nó mạnh? Một là gì, nó có đủ đường uống cho các em từ uống cho đến tiêm, từ tác dụng nhanh tác dụng chậm. Dòng chất kênh canxi có rất nhiều cách cho các em lựa chọn,
Vì thế là các em chọn hãy trong đầu tổn thương thận cấp tăng huyết áp nghĩ đầu tiên là chặn kênh canxi. Sau chặn kênh canxi các em mới nghĩ đến các thuốc khác. Về cái thuốc thứ hai người ta có thể nghĩ đến là chặn beta giao cảm. Vì chặn beta giao cảm cũng có tác dụng đối với bệnh nhân bị tim, nhưng mà ngược lại thì nó gì ạ, nó ảnh hưởng đến tim đấy. Vì thế nên chúng ta hết sức cẩn thận để nghĩ đến nó, đúng không ạ? Chặn alpha và beta giao cảm nó có thể ảnh hưởng đến rối loạn thần kinh thực vật, nhớ điều đấy. Nó có bệnh nhân thì trên khoa cô điều trị là hạ huyết áp và dùng với nó, đúng không ạ? Đột nhiên bệnh nhân nó xuất hiện và rối loạn thần kinh thực vật, đầu tiên tôi nhớ đấy, bệnh nhân ta tác dụng phụ thuốc đấy cắt cái đấy ngay. À, việc đầu tiên dùng thuốc hạ áp thì phải nhớ tác dụng phụ của nó các em ạ, được chưa? Và trong hồi sức cấp cứu bệnh nhân có thể dùng thuốc giãn mạch để hạ huyết áp được, đúng không ạ? Nhưng mà nó thật sự giãn mạch là có dao hai lưỡi đấy, các em hết sức cẩn thận để điều trị để dùng. Nào, bệnh nhân suy thận cấp có chảy máu hay không? Nếu thiếu máu trung bình thì ta khuyến cáo luôn không chảy máu, bất kỳ các mức độ nào người ta cũng khuyến cáo là thiếu máu mức độ trung bình các em không cần chảy máu, thiếu máu nặng các em mới buộc phải chuyển cối ống cầu. Và khi dùng bệnh nhân suy thận cấp thì hết sức cẩn thận khi lựa chọn kháng sinh điều trị, hãy chọn kháng sinh ít độc cho thận nhất. Nguyên tắc là khi suy thận cấp hãy tìm tất cả các thuốc có thể gây độc thận, cắt toàn bộ cái đã, sau đó các em hãy mong chờ nghĩ bệnh nhân có hồi phục hay không, được chưa? Nào, nhu cầu dinh dưỡng của bệnh nhân suy thận cấp. Dinh dưỡng là cái hàng đầu mà thế giới người ta đang đi vào dinh dưỡng, chứ không còn đi vào các phương pháp điều trị nữa, bởi vì người ta điều trị thành pháp đồ rồi, thành điều trị đơn giản rồi, mọi thứ đều có hết rồi, và người ta quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng. Nhưng hiện tại thì dinh dưỡng của Việt Nam ta thì lại chưa được quan tâm nhiều lắm, đến cả các vận động viên thì thiếu còn chưa được quan tâm mức tối đa. Đừng nói gì đến bệnh nhân của chúng ta nằm chẳng biết có sống được bao nhiêu ngày, đúng không ạ? Đầu tư của nó thì không ra đời, đúng không ạ? Vì thế nên là dinh dưỡng chúng ta không được bao giờ, đáng lẽ những bệnh nhân này chúng ta phải có một bác sĩ dinh dưỡng riêng, người ta xây dựng một chế độ ăn để đảm bảo về cái thành tạo, đảm bảo đạm bao nhiêu muối, bao nhiêu cân trong từng đấy. Là làm sao mà cô cho ta biết được 1 gram thịt thì nhân với bao nhiêu gram ra được bao nhiêu gram muối, bao nhiêu gram đạm trong đấy, đúng không ạ? Tại thì tính chừng bảo bệnh nhân là ăn ít muối thì khoảng dưới 1 gram, những gram mới đâu ra bệnh nhân biết thế nào 1 gram. Tôi chả tính được chả đến bệnh nhân, đúng chưa? Cực kỳ khó. Nhưng ở trong dưỡng thì dĩ nhiên là trong viện các em cũng có một cái bộ máy tiết chế để ra các bạn đấy, các bác cũng sẽ được cân, các bạn sẽ phải làm thế nào để chúng ta do là cái cân nặng để đảm bảo bệnh nhân, đúng chưa? Quan trọng nhất là quay trở điều trị thay thế thận. Lúc nào nó thay thận, một là quá tải dịch tăng huyết áp là cái gì hàng đầu các em quyết định được em có trị lọc máu hay không. Hai là khi các tăng kali máu mà các em điều trị bằng thuốc nội khoa không có đáp ứng thì lọc máu bệnh nhân. Ba là bệnh nhân toan chuyển hóa rồi, bây giờ nó toan nặng quá rồi, chỉ biết toan do suy thận, toan do sốc nhiễm khuẩn, toan do sốc phản vệ, hay toan do mọi cái sốc nó kèm theo nó gây toan. Mà giờ tôi điều trị mãi nó không bù được toan, đúng không ạ? Tôi cũng có chỉ bệnh nhân lọc máu. Thứ tư là bệnh nhân tăng ure cao nhanh quá, nhanh gấp ure mà tăng gấp rưỡi lần lần trước, em hết sức cẩn thận bệnh nhân theo dõi, chúng ta có thể lọc máu cho bệnh nhân. Về lọc máu điều trị tổn thương thận cấp, các em có cái gì ạ? Các em có thẩm phân phúc mạc áp dụng cho những trẻ nhỏ, bệnh nhân không có điều kiện để làm kinh tế thì lọc quả lọc kia thì tốn tiền lắm em ạ, vì quả lọc nó không thể chạy được lâu, nó đông quả lọc rất nhanh, đúng không? Hầu như là một ngày một quả lọc, mà một ngày một quả lọc thì cực kỳ tốn tiền, chứ không phải như quả lọc, không phải lọc thân nhân tạo cái gì của cô đâu nhá. Đấy, cô rửa quả lọc cô thể sử dụng lại 6-8 lần quả lọc đấy. Vì thế số lượng bệnh nhân phải chi trả cho cái quả lọc tái sử dụng đấy ít hơn rất nhiều. Còn mà lọc thay thế bình thường như này bệnh nhân là một ngày một quả lọc chắc chắn sau đấy sẽ tặng, thậm chí có những bệnh nhân có nửa ngày thôi mà bệnh nhân đông máu không điều trị được heparin, quả lọc tặng còn nhanh hơn. Không biết tặng quả lọc nguy hiểm gì, một là máu nó không về trở lại được. Một em mà đưa máu ra rồi quả lọc này lại hút được xong đưa máu về này, nó bị tắc đông quả lọc đây là phải nửa mất tuần hoàn của em ra quả lọc luôn. Mà tắc đông rồi nó không trở về trong mạch máu được, bệnh nhân đương nhiên là sao ạ? Mất máu, có truyền máu ồ ạ. À, thế khi tắc quả lọc chúng tôi bên dưới chúng tôi sẽ chạy dầm dầm lấy máu về truyền bệnh nhân. Nhưng không về được, không về tim được, bị tắc quả lọc là một trong những cực kỳ nguy hiểm. Về ghế nên chạy thân nhân tạo mà không có heparin rất đau đầu, rất nguy hiểm. Cái canh bệnh nhân nó tắc ở ngoài của con ông thôi thì đỡ, nó tắc còn lọc kia bệnh nhân máu về thiếu là được đương nhiên, đúng chưa ạ? Thì rất tốn tiền. Thế thân nhân tạo thì thẩm phân phúc mạc là một trong những cái mà có thể sử dụng cho bệnh nhân. Tuy nhiên thẩm phân phúc mạc thì hoàn toàn phụ thuộc vào cái màng bụng của bệnh nhân. Thế tôi điều khiển ở đâu, đúng không ạ? Bằng lọc tôi điều khiển là tôi rút bao nhiêu, tôi tháo bao nhiêu,
nhưng mà cái thẩm vấn phúc mạc này hoàn toàn tự dùng vào phòng đây. Tôi chỉ hỗ trợ một phần là tôi chọn loại dịch cao phân tử hay dịch thấp phân tử hơn, giảm hữu chưa hơn để giúp dịch bệnh nhân nhiều ít mà thôi, còn hoàn toàn phụ thuộc vào phòng bệnh nhân chọn, đúng không, đúng chưa? Nó có đưa chọn ra các em ưu nhược điểm của các em giữa thẩm phân phúc mạc và nhân tạo thì các em thấy ra cái khả năng thẩm phân phúc mạc bệnh nhân làm liên tục, thẩm phân bạo phóng cách độc bệnh nhân cũng làm liên tục, đúng chưa? Nó dễ thực hiện. Như là ở Việt Nam mình hầu hết để điều trị thẩm phân phúc mạc cho các bạn tổn thương thận cấp chỉ áp dụng cho những bệnh nhân mà trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh ấy, ta chưa có quả lọc dành cho người nhỏ. Hình như bây giờ trẻ sơ sinh có quả lọc dành cho trẻ nhỏ vậy nhỉ? Không có túi lọc à? Không có túi dịch kìa? Không có dịch lọc á? Cô tưởng trẻ sinh bây giờ nó áp dụng cho trẻ sơ sinh rồi, ngày xưa nhưng mà thực là chỉ có những bệnh nhân sơ sinh mà tổn thương thận cấp lọc chúng tôi chỉ có màng bụng thôi. Mà khổ lắm, cái màng bụng của các bác sĩ khoa người ta làm cái cái mà màng bụng lọc không có tốt lắm, hầu hết lọc nó đều gì à, nó phò dịch ra hết, dịch ra khoảng kẽ ở màng bụng ấy, hoặc là thế nào chim mà nó phù hết vào cái môi lớn cũng